chào anh chị đang xem video. Hãng Kenbo vừa cho ra mắt sản phẩm tờ CC600 siêu nhanh, siêu êm, siêu bền phiên bản mới. Hôm nay Lạc Hồng sẽ giới thiệu đến các anh chị thông tin chi tiết về sản phẩm này. Theo thông số từ nhà sản xuất, Kenbo CC600 nâng hạ đạt 100% tải trọng định mức, tương đương tối đa 600kg. Lưu ý tải trọng này chỉ đạt được khi chúng ta sử dụng cáp đôi, còn khi sử dụng cáp đơn thì khả năng nâng hạ đạt tối đa 300kg. Ngoài ra, anh chị còn có thể lựa chọn chiều dài phiên bản cáp 30m hoặc 60m tùy theo nhu cầu sử dụng khác nhau, đường kính tiêu chuẩn là 6mm. Thiết bị sử dụng điện áp 1 pha 220V với công suất 1,5 kW, chuyên dùng để lắp đặt trong các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ. Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm chính là khả năng nâng hạ siêu nhanh. Theo công bố, tốc độ nâng hạ tối đa của dòng tời này đạt đến 48m/1 phút. Anh chị có thể thấy thiết bị nâng hạ nhanh và ổn định. Động cơ với lõi được quấn 100% từ dây đồng nguyên chất, giúp máy vận hành êm ái, chạy rất đầm và chắc chắn. Bên cạnh đó, dòng tời CC600 này gồm có hai phiên bản. Kenbo CC600T là dòng tời treo giúp nâng hạ vật theo phương thẳng đứng, và tời ngồi Kenbo CC600N vừa nâng hạ vừa có thể kéo vật theo phương ngang. Phiên bản chúng ta đang quan sát trên đây chính là tời ngồi Kenbo CC600N. Tuy nhiên, cả hai loại phiên bản này về cơ bản sẽ giống nhau, chỉ khác về thiết kế khung để thuận tiện cho việc lắp đặt. Và trên đây là toàn bộ thông số cơ bản của tờ điện Kenbo CC600 phiên bản mới. Nếu có nhu cầu, anh chị hãy liên hệ trực tiếp với Lạc Hồng để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.